Kính chào đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước. Tôi là đại biểu Julia Bùi, thành viên của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ tam Việt Nam Cộng hòa. Hôm nay, tôi xin trình bày một phần tiểu sử của Tổng thống Đào Minh Quân qua điều 7 trong thập bát thức. Thông thái nhất của ta là tình thương. Tình thương là một khái niệm chỉ phẩm chất của tình cảm và vẻ đẹp tâm hồn của con người. Đó là sự cảm thông, thương yêu, chia sẻ, đùm bọc lẫn nhau. Tình thương cũng là biểu hiện của tính nhân đạo, chủ nghĩa nhân văn mà con người dành cho con người hay con vật để cùng sống và tồn tại. Tình thương có thể được thể hiện trong tình cảm lứa đôi, tình cảm gia đình, bè bạn và cao hơn cả là tình người nói chung. Đó có thể là những tình cảm bình dị nhất, gần gũi nhất, từ sự quan tâm, chăm sóc nhau trong cuộc sống đến những tình cảm lớn hơn mang tính giai cấp, cộng đồng, tổ quốc. Tình thương đúng nghĩa là tấm lòng yêu thương chân thành và trong sáng, chỉ trao đi mà không cần nhận lại, không vụ lợi, không toan tính, mà kết quả của sự yêu thương đó là cảm giác sung sướng tột cùng của con tim. Cảm giác đó được gọi là niềm hạnh phúc. Thế nên, người Việt Nam chúng ta thường nói rằng tình thương là hạnh phúc của con người. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải học yêu thương cho đúng người, đúng nơi, đúng chỗ, tránh bị lạm dụng tình thương mà hậu quả có thể mang bất hạnh cho người khác. Một sự đột phá về khái niệm tình thương đối với tôi gần đây là ta lại phải học thương cả kẻ thù của mình. Vâng, chúng ta phải yêu thương kẻ thù để cải hóa họ, và người đã cho tôi hiểu một cách hoàn hảo về làm thế nào cũng như lý do tại sao để chúng ta phải dành cả tình thương cho kẻ thù. Đó là Ngài Đào Minh Quân đã nhận trọng nhiệm là Tổng thống của nền Đệ tam Việt Nam Cộng hòa vào ngày 11 tháng 11 năm 2018 với phương thức đấu tranh bằng tâm trị hầu đưa đến một thế giới đại đồng không hận thù cho dân tộc Việt Nam nói riêng và toàn nhân loại nói chung. Đầu tháng 4 năm 2016 là khoảng thời gian đất nước Việt Nam lâm vào thảm trạng cá chết hàng loạt tại vùng biển Vũng Áng vì ô nhiễm chất độc thải ra từ nhà máy sản xuất thép Formosa, làm ảnh hưởng trầm trọng đến cuộc sống của người dân tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, khiến tôi đã dành nhiều thời giờ hơn để theo dõi tình hình trong nước và như một nhiệm màu giữa những ngổn ngang suy tưởng về vận mệnh dân tộc, tôi đã tìm được một vị lãnh đạo, người có khuôn mặt thật nhân ái mà ngay cả cái nhìn đầu tiên đã khai mở tâm thức cho tôi, cho dù tôi tìm được Ngài từ một cá nhân đang bêu rếu Ngài một cách thậm tệ. Người lãnh đạo đó lúc bấy giờ còn là Thủ tướng Đào Minh Quân của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, một chính phủ được thành lập vào ngày 21 tháng 10 năm 1990 tại tiểu bang California, Hoa Kỳ. Ngài Đào Minh Quân từ Chủ tịch phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ đã nhận lấy một trọng trách vô cùng nan giải mà lúc bấy giờ cả 27 vị quan chức nằm trong hàng ngũ cao cấp và trí thức nhất của đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa. Dù đã được đề cử, nhưng không ai có can đảm gánh lấy trách nhiệm này bởi tình hình chính trị ở Mỹ lúc bấy giờ rất rối ren do Cộng sản Việt Nam tăng cường gửi nhiều cán bộ cao cấp đến Mỹ cố gắng xây dựng mối quan hệ tốt với chính phủ Mỹ trước sự vô tình và hậu thuẫn yếu ớt của những cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ. Điều đầu tiên làm tôi thật sự như bừng tỉnh dậy khi nhận thức được con đường đấu tranh của Ngài Đào Minh Quân với mục đích và cứu cánh cho dân tộc Việt Nam là lấy lại đất tổ không làm khổ dân. Chỉ vỏn vẹn 8 chữ, nhưng nó chất chứa tất cả những hoài bão và tình thương thiêng liêng
mà tôi cảm nhận được từ Ngài đang dành cho đất nước và dân tộc Việt Nam. Tình thương đó đã được Ngài nâng niu, gìn giữ một cách vô cùng trân trọng sau bao nhiêu năm dài, cho dù Ngài không còn nằm đất gối xương trên quê hương đất tổ tại Quảng Trị, vùng địa đầu giới tuyến ở quê nhà, nơi mà Ngài đã lãnh nhận cấp bậc cuối cùng là Trung úy quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đóng quân tại vùng địa đầu giới tuyến tại Đông Hà, là nơi mà những trận chiến ác liệt bậc nhất trong cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam từ quân Bắc Cộng. Tình thương đó đã lại được Ngài ấp ủ trong 20 năm quẩn quanh với đèo cao gió húc, sa mạc khô cằn, cát bụi xót da, đêm tàn buốt giá, trăn trở mỏi mòn tại tụ nghĩa đường, để sau cùng anh linh của hồn thiên sông núi đã giúp Ngài tìm ra con đường cứu nước, cứu dân. Tình thương đó đã nhiều đêm làm Ngài choàng tỉnh với những dòng tâm sự qua bài thơ Thức Giấc được viết vào tháng 11 năm 1987. Nửa đêm thức giấc nhớ dân ta, đau khổ đọa đầy bởi ác ma. Tuổi trẻ chui cầu bươi rác thối, ông già co cẳng kéo mền da. Gái thương cha mẹ thân vùi dập, trai hận cuộc đời trí xót xa. Đất nước tương lai mờ mịt quá, lòng này đau quặn vết thương nhà. Qua Ngài, tôi cũng đã thật sự tỉnh ngộ rằng dân tộc Việt Nam chúng ta dù đang sinh sống trên quê hương nơi chôn nhau cắt rốn và dưới mỹ từ là đất nước đã hoàn toàn được thống nhất, nhưng thật ra dân tộc Việt Nam chúng ta vẫn đang bị bọn cộng nô giày xéo, bức hại, và họ chẳng khác nào là những đám người nô lệ trong một nhà tù lớn bị cai quản bởi những tên cai ngục khát máu đầu sỏ Cộng sản Việt Nam. Chỉ tiếc thay, chúng cũng cùng nòi giống Việt Nam của chúng ta. Vậy, có phải chăng sự đột phá về khái niệm tình thương của Ngài Đào Minh Quân là chúng ta phải vượt cả khái niệm nguyên thủy của tình yêu thương để học yêu thương chính kẻ thù của mình, thì họa may mới giải trừ được cái giả tâm của những người con dân Việt Nam đã bị đầu độc vương mang tâm hồn bệnh hoạn Cộng sản. Trong lúc là đặc trách trưởng đơn vị đặc nhiệm Hắc Hổ Black Tiger đi không tiếng về không lời nhằm truy lùng những tên đầu sỏ Cộng sản, Ngài Đào Minh Quân trong một ngày chạm trán với địch quân gần vùng Bích La Thôn, khi đội quân của Ngài đang ở thế tiến lên, thì Ngài nhìn thấy một hố cá nhân nhỏ khi Ngài tiến đến gần với tư thế sẵn sàng định nổ súng, nhưng lại không thể ngờ được rằng trước mặt Ngài ở dưới lỗ hố cá nhân đó là một cậu bé trai thoạt nhìn chỉ nghĩ vào khoảng 11-12 tuổi. Tuy nhiên, sau này mới biết là em 14 tuổi, vì lúc đó vóc dáng em ốm yếu, Ngài cảm thấy vô cùng tội nghiệp nên vội cúi xuống định bồng em lên. Chiếc nón sắt quân đội Việt Nam Cộng Hòa trên đầu có hai lớp, lớp vỏ cứng bên ngoài của chiếc nón sắt bỗng bị rơi xuống. Và cũng cùng lúc đó, cậu bé vung chiếc dao găm chém vụt vào đầu Ngài. Nhưng may mắn, nhờ lớp vải mềm bên trong chiếc nón sắt vẫn còn trên đầu Ngài, nên Ngài chỉ bị thương nhẹ. Từ việc đó, Ngài nói rằng, tình thương của Ngài dành cho bộ đội miền Bắc nói riêng hay người miền Bắc nói chung càng nhiều hơn, bởi Ngài hiểu rõ hơn rằng chính trẻ em và bộ đội Bắc Việt đã bị huấn luyện và nhồi sọ một cách vô cùng sắc máu và đáng thương hại. Họ bị đào tạo một cách phi nhân bản, họ bị huấn luyện không hề lấy con người làm gốc, mà là để giết hại con người mà thôi. Họ bị sử dụng là công cụ cho đảng Cộng sản, công cụ cho cái tham vọng nhuộm đỏ miền Nam vô cùng phi nhân tính của tên Việt gian người Tàu Hồ Chí Minh. Đối với tôi, sự đột phá về khái niệm tình thương này của Ngài, sự yêu thương ngay cả người đã tổn hại tính mạng mình,
đã biến Ngài trở thành một con người thật vô cùng thông thái và tràn đầy trí tuệ. Nếu chúng ta có thể thấm nhuần và thực thi được khái niệm đột phá về tình thương này của Ngài Đào Minh Quân, chuyển hóa tất cả những sự hận thù trong tâm thức chúng ta trở thành những tình thương để tạo thành những niềm hạnh phúc, thì chắc chắn chúng ta sẽ trở thành những người vô cùng thông thái và nhân loại sẽ thật sự được an bình, nhân chủ biết bao. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Chúc quý vị luôn an lành và hạnh phúc.